Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Duy Khánh Chi, ở lớp 6A5, trường Trung học cơ sở Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mình rất yêu thích, đó chính là cuốn Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Nguyễn Du được người Việt kính trọng, tôn xưng là đại thi hào dân tộc và được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Truyện Kiều hay còn được gọi là Đoạn Trường Tân Thanh, có nghĩa là tiếng kêu mới về nỗi đau lòng đứt ruột, được sáng tác vào khoảng thế kỷ 18. Cuốn sách này được viết bằng chữ Nôm, sau đó được dịch ra chữ Quốc ngữ để in sách. Cuốn sách này của nhà xuất bản Kim Đồng được in với khổ 13x19cm. Nhà thơ Bằng Việt đã nhận xét về cuốn sách như sau: từ đời thực đến những ước mơ và từ những ước mơ trả về đời thực. Có ai đó đã từng nhận định rằng người xưa đọc xưa nay vẫn xem Truyện Kiều như một hòn ngọc quý cơ hồ không hề thay đổi, không thêm bớt một tí gì, nhưng một tiếng đàn lạ gần như không một lần nào lỡ nhịp ngang cung. Và quả thật điều ấy rất đúng. Nguyễn Du đã dựa trên cốt truyện có sẵn Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tái Nhân, nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc, để tái hiện lại số phận nàng Kiều qua 3.254 câu thơ lục bát. Nhưng cho dù có như vậy thì Truyện Kiều vẫn được xem như một tác kiệt tác văn học bởi giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo mà tác phẩm mang lại. Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Nguyễn Du đã đem thuyết tài mệnh tương đố để làm luận đề cho cuốn truyện Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghép nhau. Để rồi qua đó, số phận hẩm hiu của người phụ nữ phong kiến dần được hé mở. Thúy Kiều chính là nhân vật xuyên suốt thiên bi kịch cả đời người mà Nguyễn Du đặt tên là Đoạn Trường Tân Thanh. Vốn là một người con gái nhà lành, vẹn toàn tài sắc tới nỗi hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, hay sắc đành đòi một, tài đành họa hai, thì trái lại, Kiều lại phải chịu cảnh đời éo le, đau khổ, đầy biến cố, thậm chí biến cố cuộc đời nàng xảy ra liên tục tới nỗi chua chát, ai cũng phải ngậm ngùi thương cảm. Có thể tóm gọn cuộc đời Kiều qua ba chặng chính: cặp gỡ và đính ước, gia biến và lưu lạc, cuối cùng là đoàn tụ. Đó là cả một cuộc hành trình dài, có điểm đầu và kết thúc, có cả những niềm vui, bất hạnh của nhân vật chính nối tiếp nhau qua từng con chữ, để rồi người đọc thấm dần và thấu hiểu. Song, nhân vật Thúy Kiều và cuộc đời của nàng có lẽ chính là sự phơi bày và là tiếng nói tố cáo mạnh mẽ nhất về một xã hội phong kiến mục nát, bất công, bất hạnh đối với người phụ nữ. Nàng bị đem đám vào ổ điếm, lăn lóc trong lầu xanh mấy lần, bị giày xéo, chà đạp, ô nhục đủ điều. Cho dù là người con gái mẫu mực về trung hiếu, tiết nghĩa, một con người đẹp đẽ và cao thượng cả về thể chất lẫn tinh thần, qua hình tượng nhân vật Kiều, người đọc còn có thể thấy khát khao được sống. Nàng đã dám đương đầu quyết liệt với số mệnh tàn khốc mà xã hội đẩy đến để bảo vệ quyền được yêu, quyền được làm một con người bình thường, lương thiện. Tiếc thay, tiếng kêu bi thương và phẫn uất của nàng Kiều dù mạnh mẽ và đầy sức phản kháng nhưng lại chẳng hề được một lần lắng nghe, thấu hiểu. Không chỉ thông qua hình tượng Thúy Kiều, các nhân vật khác trong truyện cũng đều phản ánh sự thật cuộc sống u ám và trong đó cả những khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Có thể nói đến Tú Bà, mụ chủ lầu xanh danh ma, giả quyệt lão luyện; nói đến Sở Khanh, một tên lừa đảo trơ cháo, vô liêm sỉ; nói đến Thúc Sinh, một chàng dạy gái nhu nhược và sợ vợ; hay nói đến Hoạn Thư, một người đàn bà cả ghen đầy mưu mô, thủ đoạn tinh vi. Qua lại trong Truyện Kiều cũng là hình ảnh mô phỏng cái cuộc sống đương thời tệ bạc với một phường ác độc, bất nhân, tham tiền, đốn mạt. Bố mẹ Hoạn Thư, một danh gia, làm quan to đầu triều, thật ra lại là hang ổ của những kẻ tàn ác, lộng quyền, coi mạng sống của dân lành như cỏ rác. Và cả Hồ Tôn Hiến, hèn nhát, mưu mô, không có tình người cũng làm bật lên bối cảnh xã hội thối nát. Trong cái bất công tưởng như mất đi lý trí ấy, Từ Hải lại là nhân vật Nguyễn Du miêu tả như một giấc mơ huy hoàng và hào sảng về khát vọng, tự do và chí khí anh hùng, như là một sự hả hê, giải tỏa những trói buộc, tù túng, cam chịu. Sau tất cả, Truyện Kiều của Nguyễn Du thực sự là thi phẩm độc đáo và rất đáng đọc, không chỉ mang tính chất phơi bày hiện thực xã hội phong kiến, mà tác phẩm còn gọi là tiếng nói tố cáo mạnh mẽ về sự tàn khốc, bất công, vô nhân đạo. Và có thể cũng chính từ phần nào đó của tác phẩm này mà ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ hiện đại, tiến bộ, công bằng hơn, con người thực sự biết yêu thương, thông cảm và đùm bọc lấy nhau nhiều hơn. Trên đây là những suy nghĩ và cảm xúc của mình muốn chia sẻ cho các bạn về tác phẩm Truyện Kiều. Rất mong mọi người sẽ có những giây phút đọc sách vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.